Ở đây thầy nó hỏi, ở đây mấy con cứ hiểu như thế này, ở đây là chúng ta tu thật, làm thật, xả tăng thật, nghĩa là bằng cái sự hiểu biết của mấy con. Mấy con hiểu biết, mấy con tại sao mình hiểu biết mà xả không được, nhất định là phải làm theo sự hiểu biết này. Thì như vậy cái sự quyết tâm của mấy con là mấy con sẽ xả được, hoàn toàn xả được. Chỉ có nghị lực và quyết chí là mấy con sẽ xả được không? Khi mà nó có cái gì mà sai trong thân tâm con thì các con dùng pháp tác ý. Tại sao hiểu như vậy mà không làm được như vậy? Thì các con phải tác ý mạnh mẽ và quyết định cho cái nghị lực của mấy con, can đảm của mấy con nó mới xả được cái tâm. Chứ còn mấy con làm yếu yếu, mấy con bỏ mặt lơ qua. Ví dụ như tại sao hiểu như vậy mà còn tham ngủ? Các con đặt câu hỏi với nó, rồi các con hỏi nó tại sao mình vậy. Phải nỗ lực. Đây là cái chỗ giải thoát, hay là đây là cái chỗ đau khổ? Chấp nhận cái chỗ nào nè, mà chấp nhận chỗ này thì phải xả chỗ này nè. Không được tấn như vậy, không được hôn cầm thì miên như vậy. Phải phá như thế nào, phải tư duy như thế nào để rồi áp dụng những cái phương pháp phá nó. Còn từng tâm niệm mấy con mà hiểu ra thì mấy con tư duy rồi tác ý đuổi cho sạch, không chấp nhận nó nữa, đuổi nó như mà đuổi cái loại ác độc. Thì như vậy mới cứu con thoát ra khỏi. Và nhờ vậy mà tâm con nó thanh tịnh, nó sống đúng giới luật. Thế khi nào mấy con nhìn vào giới mà nó phạm thì tức là nó có ác pháp trong đó, không có sai. À bây giờ xong rồi mấy con, còn ai thiếu không con? Con có hỏi thầy rồi, con hỏi gì con? Con hỏi gì? Con cứ hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Con tạm phước trời mới đến tu viện ba hôm nay, con cũng xin tác bạch cùng thầy cùng sư tăng là bởi vì con cũng đã cũng học, cũng mới bước vào đường đạo tu học, mà chẳng qua là 4 năm nay con đã nghiên cứu tìm hiểu trong cái bộ Đại Bảo Tích, và con có khả năng buông xả một tất cả trong cái cuộc sống, kể cả sinh mệnh. Hôm nay con có nhân viên đến đây được thảo pháp tu học của thầy Dạy Sư Tăng, con xin đại nguyện thầy cũng vui lòng chấp thọ cho con được thành tựu khóa tu học tiếp tục trong khóa này. À bây giờ nó đã quá trễ rồi, sợ theo không kịp đó. Cái gì đó hơn một tháng mấy rồi, nó đã coi như là thầy đã khóa cái khóa học này lại rồi, cho nên bây giờ chỉ tham dự học rồi về rồi tập tu theo cái kiểu mà nghiên cứu sách vở. Chứ còn thầy bắt đầu mà thầy dạy thì phải dạy cái đầu khóa, tức là có cái khóa tu khóa học nó là hẳn hoài. Cho nên vì vậy mà bây giờ muốn theo thầy mà để học thì phải chờ sang năm đúng tháng 10, ngày 1 tháng 10 sang năm âm lịch đó, thì thầy sẽ mở cái khóa mới, thì sẽ vào học tu nó bắt đầu từ thấp đến cao. Còn bây giờ vô đây nó lừng chừng quá, trong khi thầy dạy trong một phút nhiếp tâm thì bây giờ con cũng không biết một phút nhiếp tâm như thế nào, rồi những cái khác đó thì coi như là không có thể dạy từng riêng từng người được, mà đây là cái lớp, nguyên một cái lớp nó nhiều người, cho nên con chỉ được tham dự để nghe rồi thôi. Chứ còn sự thật ra thì con có làm bài thầy cũng không sửa được nữa, vì coi như là cái lớp đã khóa sổ rồi, không có nhận thêm nữa. Bởi vì bây giờ chỉ còn tới khi mà cái lớp này tốt nghiệp xong thì mới có thể nhận cái lớp khác. Còn sang năm mà nếu ở đây có những người mà người ta đã học xong rồi, người ta đứng lớp thì cái lớp cái khóa 2 sẽ mở ra, thì cái lớp thứ 2 thì con sẽ đến, con đăng ký vào cái lớp thứ 2 bắt đầu vô học. Thì coi như là mình phải sắp xếp tất cả, bỏ tất cả vào đây, coi như là cái duyên của thế gian là dẹp hết, chỉ còn có một hướng là một là phải chứng đạo, hai là chết, chứ còn không có còn trở lại nữa. Nếu mà còn cứ trở lại gia đình của mình hoặc là chùa thầy tổ của mình thì đương nhiên là ở đây không có chấp nhận cho những người nữa. Bởi vì đào tạo ở đây là phải sống độc cư, khi mình đi ra đó mình tiếp duyên thì nó tuôn trào vào, cho nên vì vậy nó sẽ có những cái hạ tâm rất khó. Buộc người đó, người mà tu tập ở đây là phải ở miệt đây suốt khi tới khi mà chứng đạo mà thôi, coi như là cứ trọn vẹn đó. Cho nên nó có những cái khó khăn. Vì vậy mà bây giờ trong khi đó thì mấy con còn phải chạy tới chạy lui, lo giấy lo tờ này kia đủ thứ đủ loại, cho nên vì vậy mà chỉ có tham dự nghe thôi, để rồi mình sẽ tin một cái số sách mình đọc và mình nghiên cứu nó. Chứ còn mà tu học ở trong cái sinh vào ở trong cái lớp này thì không được,
coi như xin vào lớp này thì cũng chỉ chẳng qua là mình ở lại mà thôi, cho nên nó cũng mất công, và đồng thời mình nghe vậy chứ mình cũng không biết gì mình có thể mà tu được đó. Bởi vì nó đã đi qua rồi, mình không có hiểu biết. Bây giờ người ta đến, bây giờ người ta học các pháp mà vô thường rồi, về cái định vô lậu, thì cái định mà chánh niệm tỉnh giác thì người ta sẽ tu tới một cái giai đoạn khác nữa rồi, chứ nó không phải còn ở trong suốt nữa. Cho nên bắt đầu mà cuối tháng này là người ta sẽ đi qua cái giai đoạn khác của chánh niệm tỉnh giác. Cho nên con làm sao con theo kịp? Cái đầu tiên mà con học thì căn bản không có, thì giờ con vô học tiếp được. Cho nên con tham dự để nghe thôi, như vậy được thôi, chứ còn không cách nào mà cái lớp học đi đây không có dạy chung chung đâu, mà nó dạy thật sự đi sâu, nghĩa là từ cái chỗ mà căn bản nhất nó đi vào cái bởi vì nó có 8 cái lớp và nó 3 cái cấp giới định tuệ, nó rõ ràng, cho nên nó hướng dẫn đúng rồi. Cho nên vì vậy mà con tham dự nghe thôi, chứ còn cái tu thì chắc con chưa vô được. Tham dự thôi, như là bạch thầy khi tâm đến đây này, còn phải các bạn về cái sự lòng ham muốn quyết tâm mà còn đã đi vào một cái là bất thấu rồi. Nói thật các bạn đồng thầy biết như rằng những lời mà các thầy nói qua con đã nắm được, con đã thực hiện được và con đã thực hành, đã từng thực hành qua rồi, con có thể theo kịp các thầy cũng nhờ ơn trên thầy đạo và chư tăng đạo cho con. Đã con đã hành theo lời đã thầy đã nói qua, đã con đã tu tập tu học rồi, con đã quán chiếu theo dõi từng hơi thở và từng nội tâm, điều chỉnh từng nội tâm và buông bỏ tất cả vào vô phân biệt. Nhờ thầy cứ bây giờ vô. Bây giờ con im lặng thầy nói. Như trong mấy ngày ra ngay đó con đã phạm giới, con có biết không? Dạ biết. À, như vậy thì thầy đã dặn con phải sống độc cư 4 tháng biệt trú mới được chấp nhận chư tăng mới chấp nhận. Mà vô con phạm giới rồi làm sao mà con được chấp nhận? Nếu mà nói phạm giới á, thì người còn tại thế này còn hơi thở chưa hẳn là ai hết phạm giới, chỉ có tắt hơi rồi mới là biết rằng ai là đến đâu đó. Còn hiện tại là còn sống cái cõi ta bà chưa hẳn biết ai là hoàng mỹ phạm giới xong phạm giới, nhưng mà những người tri kiến Phật biết là mình giải thoát đang thực tại, hiện tại mình có giải thoát độ khổ mình chưa, và mình thấy giải thoát cái sự sanh tử mình được chưa, và thấy cái đại thần biến này chưa, thấy cái sự sống này chưa, đó là cái cốt lõi của cái tu học đó. Con muốn tắc bạch thầy một là cuối cùng là đức thầy cùng chư tăng là phải xét cho con xin hả? Thầy vô thấy được nha, cứ lên lớp mà ngồi nghe. Thôi bây giờ thầy nói như thế này, bởi vì thầy trước kia mà khi vào đó thầy cũng nói ráng cố gắng ở đây giữ độc cư cho trọn vẹn, bất kỳ ai lạ quen cũng đừng có nói chuyện. Đây là cái thanh quy của cái tu viện như vậy rồi, mà khi mình đã nói chuyện thì tức là mình sẽ quen, mình quen thì từ đây về sau mình sẽ bị ảnh hưởng mình nói chuyện. Do đó những cái người mà bây giờ đang dự cái lớp này mà đang nói chuyện đều được loại ra ngoài dự tính đó. Mặc dù đang ngồi đây chứ đều được dự tính. Theo thầy thấy á, nói về giới luật thì nó có những cái giới căn bản mà ở trong tu viện nó trở thành cái thanh quy của nó. Mà khi mình phạm cái thanh quy đó thì cái tu viện nó sẽ không có chấp nhận, con hiểu không? Mà khi mà bước chân vào là thầy đã nhắc nhở con rồi. Bởi vì Đức Phật ngày xưa khi một người đến xin mà tu tập, Đức Phật cũng cho sống 4 tháng biệt trú. Mà 4 tháng biệt trú mà được thì Đức Phật về chư tăng nó mới chấp nhận cho họ vào cái tăng đoàn, con hiểu gì đó. Cho nên vì vậy mà những cái lỗi làm không phải là lấy cái đó mà cố chấp, nhưng mà nhắc nhở để mình cố gắng mình khắc phục cho được, để rồi mình sẽ vào cái tăng đoàn, mình sẽ được học những cái lớp tu. Chứ không phải là người ở đời thì chắc chắn là giới luật họ không biết, nhưng mà đến đây thì nhắc nhở mà mấy con nghe, mà mấy con cũng không gắng cố gắng giữ gìn, thì sau này thầy dạy gì chắc chắn mấy con cũng sẽ không giữ gìn được trọn vẹn. Thì như vậy là cái trách nhiệm mà thầy hướng dẫn nó có được không? Đó là cái trách nhiệm của thầy thấy mà, không có hiểu không? Cho nên khi mà thầy nói cái lời nói nghe nhẹ nhàng thì đâu có nói gì khó khăn đâu.
nhưng mà mình cố gắng mình khắc phục. À, thầy nói về chiếc sắt đá đó, thầy thường tuyên bố chúng bí quyết thành công của sự thiền định đó là độc cư. Mà các con muốn có thiền định, muốn có sự làm chủ được sự sống chết thì ít ra con phải giữ định, nhìn được những cái giới đó, tức là giới phòng hộ mắt tai của niệm thân ý. Mình không phòng hộ nó thì mình làm sao mình tu được, con hiểu gì đó. Cho nên ở đây con nên tham dự được rồi, chừng nào mà thầy thấy con giữ gìn đúng thầy sẽ nâng lên chứ. Người đó người ta tha thứ, người ta biết tu chứ, mà người ta giữ gìn giới đúng thì thầy sẽ cho con, thầy sẽ cho vào cái lớp học. Còn nếu mà giới luật không đúng thì tất nhiên là mấy con sẽ, dù mấy con đặt lương tham dự lớp này nhưng mà giới luật không đúng thầy còn gọi ra mà, tức là thầy cho vào cái lớp tham dự thôi, con hiểu gì đó. Cho nên quý thầy coi ngồi đây chứ nói là đang chính thức học chứ không ngờ là thầy đã cho ra rồi mà họ có biết đâu. Còn riêng con mới vào thầy nói cho biết thôi, để biết rằng cái thanh quy, cái kỷ luật của tu viện có, nó không cần nhiều người mà nó cần đào tạo cho được người. Cái mục đích của tu viện hôm nay cần đào tạo cho được người, mà cái người giữ luật nghiêm chỉnh, dù là người mới làm vẫn khắc khe giữ được nghiêm chỉnh. Con biết cái khó nhất là cái giới luật cơ. Người mới vô mà nói chuyện rồi thì người đó không giữ được, tại vì mình quen rồi mà mình mai mốt nữa, bởi vì cái xã giao, cái tình cảm của mình khi mà nói rồi người ta muốn nói hoặc người này nói, nó thành ra nó không có còn cái kỷ luật. Bởi vì cái tu viện nào mà hai tập trung nói chuyện nhau ồn náo là cái tu viện nó không có kỷ luật đâu, không có kỷ luật. Thật sự ra nó kỷ luật theo kỷ luật của họ, nhưng mà nó sẽ chia nhóm, chia phái, chia manh mối trong đó ra. Bởi vì nói chuyện nhau nó hợp nhau thì nó thành cái nhóm đó. Cho nên nó có cái nhóm này, nhóm kia, nhóm nọ. Mặc dù là nó như vậy, cái sự thật ở trong đó nó có cái nhóm. Còn ở đây mình sống độc cư, không chơi với ai hết. Mục đích mình đi vào của sự giải thoát, cho nên mình không có cái nhóm. Mình không nói chuyện với ai là không có cái nhóm. Con hiểu chỗ đó. Thôi con ngồi xuống đi con, không có gì đâu. Con cố gắng tham dự, con tham dự cái lớp này. Con có gì không? Bây giờ là con, bây giờ chuẩn bị đi cái tình. Con còn hỏi gì thì con, có gì không? Hết rồi con. Rồi. Con xin thầy quyền sách. À, tập vỡ không con? Vâng. Rồi được rồi. Không, cái này có rồi. Cái này có rồi. Cái tập vỡ học đó, để thầy sẽ cho đây, bây giờ thầy không có đây.